Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của Six Investment. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em một cái event rất là hay đang được diễn ra ở trên sàn Pandora. Đấy chính là sự kiện Rise of Mandarin. Thì sự kiện này thì có những cái gì? Thì sự kiện này là sự kiện giới thiệu bạn bè để lấy điểm thôi. Thì ngoài 5% hoa hồng anh em được nhận cá nhân thì sẽ có được giải thưởng là 10.000 PSR. Tổng giải thưởng là 10.000 PSR. Thì sự này thì diễn ra và tham gia như thế nào thì đây mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em nhé. Đầu tiên anh em vào trang web này này, những tất cả những cái này mình sẽ dán dưới mô tả nhé. Ok, sau khi vào đây thì anh em kết nối ví xong thì nó sẽ cho anh em cái link này là My Invitation link này. Anh em chỉ cần copy link này này gửi cho bạn bè và bạn bè join Pandora qua link này thì anh em sẽ được điểm nhé, hoặc là copy QR code gửi đều được. Thì sau khi sự kiện diễn ra là vào 24 tháng 6 và đến mùng 1 tháng 7. Thì sau khi kết thúc thì anh em xem ai vào top, xem được từ top 1 đến top 20 này thì sẽ được nhận thưởng là PSR. Top 1 thì được 1650 và top 20 được 100. Ok, thì anh em xem điểm của mình ở đâu? Thì anh em xem điểm ở đây, xem điểm và xem top. Đây top 1 thì đang được 6.764 điểm. Đây, anh em nhập địa chỉ view ở đây để xem điểm của anh em nhé. Ok, sự kiện này rất là hay đấy. Mọi người mời bạn bè vào tham gia nhé, biết đâu lại nhận được giải thưởng. Ok, goodbye anh em.